Quý vị và các bạn thân mến, Đà Lạt, Lâm Đồng là vùng đất được thiên nhiên ban tặng khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, hữu tình. Vì lẽ đó, nhiều du khách khi đến Đà Lạt chỉ để tận hưởng khí hậu trong lành, mát mẻ ở đây. Điểm đến cuối tuần hôm nay sẽ là một điểm đến cho sự tĩnh lặng, Hồ Tuyền Lâm. Hồ Tuyền Lâm là một hồ nước thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là hồ nước ngọt rộng nhất Đà Lạt, với diện tích khoảng 320 hecta, nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 7 km. Hồ nằm gần núi Phụng Hoàng, đây được xem là khu phức hợp, tập trung nhiều cảnh quan đẹp và dịch vụ du lịch phong phú. Hồ Tuyền Lâm là một trong 21 khu du lịch quốc gia Việt Nam. Hồ có nhiều ốc đảo nhỏ và được bao bọc bởi khu rừng thông. Hồ Tuyền Lâm được xem như thiên đường xanh và là một trong những điểm du lịch của Đà Lạt hấp dẫn nhiều du khách bởi sự tĩnh lặng và trong lành. Không đông vui nhộn nhịp như những nơi khác, nhưng với những ai muốn khám phá những cảnh đẹp của thiên nhiên thì Hồ Tuyền Lâm là địa chỉ không thể bỏ qua. Sáng sớm, từ trên đỉnh núi ngắm nhìn Tuyền Lâm, suối và rừng quấn chặt lấy nhau, du khách sẽ tưởng như đang lạc vào cõi thần tiên. Màn sương bao phủ, ngọn núi nhấp nhô và ánh bình minh tuyệt đẹp. It's beautiful here. We are just arrived from Ho Chi Minh and there's a crazy world. A lot of cars, noisy. Yeah. And here it's so peaceful. Green, fresh air. It's nice to be here. Yeah, it is. Yeah, yeah. I think I feel about the same. I feel Ho Chi Minh is very crowded and hot and humid, and here you have a nice, clear air, and it feels very good. Du khách đến thăm Hồ Tuyền Lâm có thể ngắm trời mây và tận hưởng bầu không khí thanh khiết tuyệt vời, hoặc lên đên trên những chiếc thuyền nhỏ ra giữa hồ, vừa ngoạn cảnh thơ vừa câu cá, thấy dường như không còn nơi nào khác bình yên thi vị hơn nơi này. Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt như một món quà quý không chỉ với thành phố du lịch Đà Lạt mà còn dành cho du khách khắp nơi. Nếu du khách du ngoạn Hồ Tuyền Lâm có thể đi bộ lên một con dốc có 140 bậc bằng đá, đi qua tất cả 3 cổng tam quan để đi vào tham quan chánh điện Thiền viện Trúc Lâm, một trong 3 thiền viện lớn nhất ở Việt Nam và là địa điểm du lịch Đà Lạt có số lượng khách tới tham quan nhiều nhất. Bên cạnh Thiền viện Trúc Lâm, các khu nghỉ dưỡng và sinh thái ở khu vực Hồ Tuyền Lâm cũng đã và đang tạo nên nhiều sự chú ý cho du khách như Eden Sea Resort, Sacom Tuyền Lâm, World Club and Resort, Terracotta Resort Spa Đà Lạt, Sa so Đà Lạt, Làng Bình An, Làng Anh, vân vân. Thiên nhiên đã ban tặng cho thành phố Đà Lạt những thắng cảnh tuyệt đẹp. Hồ Tuyền Lâm thơ mộng đã níu chân nhiều lượt khách. Đến Hồ Tuyền Lâm cũng là cách để tìm về với tĩnh lặng, để lắng nghe hơi thở của cuộc sống ở vùng đất Nam Tây Nguyên thấm đường trữ tình.